Okay, now just taste it, listen. Okay, now just taste it, listen. Hôm nay mình sẽ chiên cá, mà lần này khác. Này là bây giờ mình cắt mỏng táo bỏ vô đây. Hello everybody, today I will tuna fried up tuna, but my style, so I cook with apple. This apple, the fried up apple first. Chiên cá, đây là cá tu, đây là yellow kale. Now fry that. Tata, nó để ăn với cá thu, rồi cái này là cái này á là đậu que, này là nấm, cái nấm đây nè các bạn, nấm, cho một lát cam,
cái này là táo, này là bơ, trái bơ, cá thu đó là các bạn. Đẹp chưa các bạn đó. Very good. Here, voila, bon appetit. Okay, now just taste it, let's see. First, deep in the thing. Good. Very good. Very good. Yeah, cheese.